Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện quyền sùng ngỗ tác y phi chuyển của tác giả Bộ Nguyệt Thiền Trang. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. chương 251 Tần Tương nhìn Tần Sương và Phục Linh, hốc mắt dần đỏ lên vì xúc động. Nàng không ngờ rằng khi không có Tần Diễm, các cô nương nhỏ này lại dám đến cứu mình, và giờ đây mọi người bị giam giữ ở đây đều là vì nàng. "A, à, tiểu, tiểu thư." Bỗng nhiên, Phục Linh đang hôn mê khẽ cất tiếng gọi, khiến Tần Hoàn thở phào nhẹ nhõm, vội đỡ nàng dậy. Căn phòng tối đen như mực, Phục Linh từ từ nhận ra Tần Hoàn, rồi nhận ra Vãn Hành, cuối cùng là Tần Tương. Cô kinh ngạc chớp mắt, "Ngũ tiểu thư sao lại ở đây?" Tần Tương nhìn Tần Sương và Phục Linh, hốc mắt đỏ hoe. Nàng không ngờ rằng khi Tần Diễm không có mặt, những cô nương nhỏ bé này vẫn dám đến cứu mình và giờ đây tất cả đều bị giam cầm ở đây là vì nàng a à, tiểu tiểu thư đột nhiên phục linh người đang bất tỉnh khẽ cất tiếng gọi khiến tần hoàn thở phào nhẹ nhõm vội vàng đỡ nàng dậy căn phòng tối om phục linh đầu tiên nhận ra tần hoàn sau đó là vãn hạnh và cuối cùng là tần tương nàng ngạc nhiên chớp mắt ngũ tiểu thư sao lại ở đây tiểu thư ngài và vãn hạnh đã tìm thấy ngũ tiểu thư như thế nào vậy tần hoàn hạ giọng nói chúng ta tỉnh lại sớm đừng nói gì thêm hiện tại chúng ta đang bị giam giữ phải tìm cách ra ngoài phục linh dần bình tĩnh lại dường như nhớ ra rằng họ đang ở bách thảo viên liền nhíu mày chúng ta bị tôn thần y giam giữ nghe vậy tần hoàn không khỏi cười khổ chưa kịp nói gì thì tần sương người luôn nằm im bỗng cựa mình a à, đầu ta đau quá hư đừng nói chuyện tần hoàn hạ giọng cảnh cáo bên tai tần sương tần sương sững người nhưng phản ứng còn nhanh hơn phục linh cửu muội ngũ tỷ, sao các ngươi lại đừng nói gì nữa chúng ta đang bị nhốt tần sương chống tay ngồi dậy nghe vậy liền co rúm lại một chút và dần nhớ ra mình đang ở đâu chẳng mấy chốc khi những người khác cũng dần tỉnh lại Tần Hoàn hướng dẫn và chờ cho mọi người lấy lại chút sức lực. Sau đó, nàng bảo Vãn Hạnh dẫn mọi người ra ngoài. Vừa bước ra khỏi căn phòng tạm, Tần Sương không khỏi thốt lên kinh ngạc. Thật không ngờ rằng dưới Bách Thảo Viên lại có một nơi bí mật như vậy. Tòa nhà này vốn được xây dựng để làm gì, và tại sao chủ nhân lại tạo ra một hầm ngầm như thế? Dù trong tình cảnh này, Tần Sương vẫn bình thản hỏi thêm, nhưng Tần Hoàn không trả lời. Tần Tương đứng bên cạnh căng thẳng nhìn về phía lối ra. Thấy không ai đáp lời, Tần Sương rụt cổ lại. Nàng thực sự sợ, nhưng cố gắng che giấu nỗi sợ đó bằng cách nói chuyện. Vãn hạnh dẫn mọi người tiến về phía lối ra. Những người vừa tỉnh lại đều ngạc nhiên khi thấy vãn hạnh. Người thường ngày lặng lẽ, nay lại dẫn đầu. Họ theo cô lên cầu thang xoắn ốc, đi chừng 20 bước thì cánh cửa đá xuất hiện trước mắt. Tần Hoàn cảnh giác nhìn Tần Sương và những người khác một lượt, tất cả đều nín thở không dám phát ra một tiếng đồng. Khi gần đến cửa, Vãn Hạnh dừng bước, ra hiệu cho mọi người dừng lại. Cô áp tay vào cánh cửa đá lắng nghe trong chốc lát, rồi quay lại gật đầu với mọi người khi thấy bên ngoài yên ắng. Lúc này, Tần Hoàn mới dẫn mọi người tiếp tục tiến lên. Mặc dù đã đến gần lối ra, nhưng làm thế nào để ra ngoài bây giờ? Cả nhóm nhìn cánh cửa đá đen kịt mắt tròn mắt dệt không biết phải làm thế nào đúng lúc đó mọi người thấy vãn hạnh giơ tay gõ nhẹ vào bức tường những tiếng gõ nhỏ vang lên và khi vãn hạnh tiếp tục gõ dọc bức tường một âm thanh khác lạ bỗng vang lên tần hoàn nhíu mày khi thấy vãn hạnh ấn nhẹ vào một viên gạch màu xám trên tường làm nó lõm xuống ngay lập tức cánh cửa đá đen kịt phát ra tiếng chi chi của cơ quan chuyển động và chỉ sau một lát cánh cửa từ từ mở ra để ánh sáng mờ nhạt bên ngoài chiếu vào. Vãn Hành ra hiệu im lặng về phía sau, rồi bước lên trước. Tần Hoàn theo sát phía sau Vãn Hành. Trước mắt họ là một căn phòng rộng rãi như thư phòng, nhưng trần nhà ở đây có vẻ nguy nga và dày nặng hơn so với các phòng khác. Trong góc phòng có một mọn đèn mờ, chứng tỏ vừa có người ở đây. Căn phòng được bày biện rất phong nhã, với kệ sách và bàn đầy các bức họa, bút mực tần hoàn liếc nhìn qua và thấy đa phần sách trên kệ đều là y thư cẩn thận đây là thư phòng của tôn hạo nguyệt tần hoàn hạ giọng dặn dò vừa dứt lời ngọn đèn mờ trong góc bỗng chớp động đồng thời cánh cửa đá phía sau họ lại phát ra tiếng động tần hoàn nhìn qua và thấy cánh cửa đá từ từ khép lại vãn hạnh đứng ở phía trước mắt cảnh giác quan sát xung quanh thấy mọi người đã ra ngoài tần sương theo bản năng bước về phía cửa mau lên. Tần Sương chưa kịp bước được hai bước thì vãn hạnh đã giơ tay ngăn nàng lại. Tần Sương ngạc nhiên trong chốc lát, rồi thấy thái độ của vãn hạnh truyền từ cảnh giác sang phòng thù. Phía ngoài có người, tiểu thư cẩn thận. Vãn hạnh cảnh báo Tần Hoàn, và ngay lúc đó, từ lối ra duy nhất của căn phòng xuất hiện một bóng dáng trong y phục trắng. Tôn Hạo Nguyệt lặng lẽ đứng ở cửa, đôi mắt đầy thương cảm nhìn các nàng. Ánh mắt ông lướt qua và dừng lại ở Tần Tương, người mang vẻ mặt hoảng sợ. Ngay sau đó, Đồng Thúc cũng xuất hiện sau lưng Tôn Hạo Nguyệt. Hai thầy trò đứng ở cửa, sắc mặt bình thản, không hề có dấu hiệu nào giống như vừa làm điều gì khuất tất và bị phát hiện. "Thương Lục đâu rồi?" Tôn Hạo Nguyệt bất ngờ hỏi, rõ ràng ông biết rằng nếu nhóm Tần Hoàn có thể thoát ra từ bên dưới, Thương Lục chắc chắn đã phát hiện ra. Nhưng khi không thấy Thương Lục điều đó chỉ có thể có nghĩa là hắn đã bị nhóm tần hoàn khống chế. Vãn hạnh giơ tay, vào tư thế chuẩn bị tấn công. Với thân pháp nhanh nhẹn, Tôn Hạo Nguyệt và Đồng Thúc hoàn toàn không phải là đối thủ của nàng. Việc hạ gục hai người họ sẽ chẳng hề khó khăn. Nhưng Tôn Hạo Nguyệt chỉ liếc nhìn nàng một cái, rồi ngay sau đó, một luồng gió lạnh lướt qua căn phòng. Trong khoảnh khắc, trên trần nhà xuất hiện những lỗ nhỏ đen xì từ đó lóe lên từng tia sáng lạnh lẽo. Thì ra, ngoài hầm ngầm dưới đất, căn phòng này cũng được trang bị cơ quan bắn tên. Vãn hạnh lập tức cau mày, bước lên một bước để che chắn cho tần hoàn. Không ngờ cửu tiểu thư lại có y thuật lợi hại như vậy. Tôn hạo nguyệt không nhìn tần tương mà chỉ chăm chú nhìn tần hoàn. Tần hoàn, được vãn hạnh che chắn một nửa, cũng thấy rõ cơ quan trên trần nhà. Thần y xuất thân từ dược vương cốc, vốn là người cứu giúp thiên hạ bằng lòng nhân từ. Tại sao lại đến nông nỗi này? Nói xong, Tần Hoàn liếc qua Tôn Hạo Nguyệt và nhìn về phía sau lưng ông, nơi có chiếc màn tím nổi bật. Dưới màn, ánh sáng từ ngọn đèn dầu lập lòe như ánh đom đóm giữa màn sương tím thấm. Tần Hoàn từng nhìn thấy giường bệnh của Tôn Phu Nhân từ xa cùng Tôn Mộ Khanh, ngay lập tức nhận ra nơi này. Tần Hoàn liền nói, Tôn Phu Nhân đang nằm ở đó. Nếu nàng biết Tôn Thần Y vì chữa trị cho nàng mà hại nhiều người như vậy, liệu nàng sẽ cảm thấy thế nào? Nếu nàng biết rằng dưới giường mình là những bộ phận cơ thể và xác người vô tội, liệu nàng có thể yên giấc hay không? Nếu nàng biết rằng người nàng yêu nhất đã trở thành quỷ dữ vì mình, liệu nàng có muốn chìm vào giấc ngủ không bao giờ tỉnh lại không? Thiên hạ đều tôn xưng ông là thần y, người thầy thuốc phải hành y cứu thế. Chẳng lẽ Tôn Thần Y đã quên mất gia huấn của Tôn gia Dược Vương Cốc? Tần Hoàn nói xong với giọng nặng nề, nhưng ánh mắt thương cảm không chút gợn sóng của Tôn Hạo Nguyệt vẫn không thay đổi. Ông chỉ hỏi với giọng thản nhiên như đang nói về thời tiết, "Cửu cô nương từng học y thuật của Dược Vương Cốc sao?" Tần Hoàn không ngờ ông lại hỏi vậy, Tôn Hạo Nguyệt tiếp tục, "Ta đã dùng trầm mộng, chỉ có thanh tâm ngọc lộ của Dược Vương Cốc mới có thể giải nhanh như vậy." "Cửu cô nương đã dùng thứ gì?" Tôn Hạo Nguyệt nói với giọng bình tĩnh, như thể chỉ đang thảo luận về y đạo với Tần Hoàn. Tuy nhiên, khi nhìn vào vẻ không chút dao động của ông, lòng Tần Hoàn trở nên lạnh ngắt. Những cơ quan trên trần nhà bắt đầu kêu răng rắc, và nếu những mũi tên ấy phóng ra, tính mạng của họ sẽ như chỉ mảnh treo chuông. Trong số họ, có lẽ chỉ vãn hạnh có thể thoát ra, nhưng đó không phải điều Tần Hoàn mong muốn. Nghe nói y thuật của Dược Vương Cốc Tinh Thâm giờ mới được chứng kiến quả đúng như vậy. Nhưng cho dù bệnh của phu nhân cần thay tim người khác mới có thể chữa khỏi, làm sao tôn thần y có thể nhẫn tâm xem mạng người như cỏ rác. Nói rồi, tần hoàn nhìn về phía đồng thúc, lâm thầm bị bệnh, tiểu hạt rẻ cũng bị bệnh, và cả đại thành đã chết, chẳng phải đều do tôn thần y dùng thuật thay tim để chữa trị sao? Người đàn ông hại tiểu hạt rẻ kia, con gái của hắn đau đớn ra sao khi mất đi cha mình? Tôn Hạo Nguyệt lặng lẽ nhìn Tần Hoàn, đôi mắt thương cảm dường như bị lời nói của nàng làm tan biến, chỉ còn lại vẻ lãnh đạm. Đồng Thúc, đứng sau Tần Hoàn, khẽ thở dài, cửu cô nương đã rời đi rồi, cớ gì phải trở về. Tần Hoàn khẽ nhếch môi, Đồng Thúc, mèo chó có thể không cần tính đến sống chết, nhưng còn những người mà chủ nhân của ngươi đã làm hại thì sao? Đồng Thúc lại thở dài, cửu cô nương có thể học y thuật cứu người trong thiên hạ nhưng khi không thể cứu người mình yêu thương nhất thì mới biết rằng trời cao bất công trong lòng tần hoàn như bị đè nén đồng thúc nói tiếp trời cao bất công đẩy con người vào cảnh không còn lối thoát khi không còn đường nào để đi họ chỉ còn một con đường cuối cùng tội ác giọng nói của đồng thúc nặng nề không hề che giấu y tứ lòng tần hoàn lạnh toát những người khác cũng lộ vẻ sợ hãi tần hoàn nheo mắt thiện ác đều có lựa chọn Tôn thần y muốn cứu tôn phu nhân, nhưng đã từng hỏi nàng có muốn vậy không? Nói đến đây, ánh mắt đồng thúc khẽ biến, rồi đột nhiên nhìn tôn hạo nguyệt với vẻ thương cảm sâu sắc. Tần hoàn thấy ông không nói gì, liền tiếp tục, ông ấy muốn cứu tôn phu nhân, nhưng có nghĩ rằng sẽ liên lụy đến các ngươi không? Đồng thúc thu ánh mắt về, cúi đầu cười nhạt, đừng nói đến việc ta đã ở tuổi chi thiên mệnh, kể cả khi chưa đến, ta cũng sẵn lòng hy sinh vì thiếu chủ nhân. Mạng của ta, của thương lục, và của rất nhiều người ngoài kia đều do thiếu chủ nhân cứu. Trời cao có đức hiếu sinh, và thiếu chủ nhân cũng vậy, ông ấy chỉ muốn cứu người mà mình yêu nhất thôi. Tần Hoàn Định nói thêm điều gì đó, nhưng nhìn vào vẻ mặt của Tôn Hạo Nguyệt và Đồng Thúc, nàng biết rằng lời nói của mình sẽ vô ích. Nàng bình tĩnh lại và hỏi, vậy Đồng Thúc định xử lý chúng ta thế nào? Đồng thúc lại thở dài, như thể đang làm điều gì đó khiến ông vô cùng khó xử. Cửu cô nương vốn không cần quay lại, nhưng đã trở về thì không nên biết quá nhiều. Nhưng bây giờ chính cửu cô nương đã tự phá hủy con đường của mình. Tần Hoan lắc đầu, Đồng thúc đã nghĩ sai rồi. Đến lúc này, Đồng thúc còn cho rằng có thể làm lớn hóa nhỏ được sao? Ta đã báo cáo quan phủ rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ đến chủ khách điếm trường phúc biết chúng ta đã đến Bách Thảo Viên, và tam ca của ta sẽ tìm người đến. Đồng thúc, không có tội ác nào có thể che giấu mãi mãi. Hiện giờ quay đầu vẫn còn kịp. Quay đầu lại, đồng thúc cười nhạt, không cần đâu, cửu cô nương. Cửu cô nương là người tốt, kiếp sau tự nhiên sẽ được báo đáp xứng đáng. Khi đồng thúc vừa nói xong, ánh mắt tôn hạo nguyệt một lần nữa dừng lại trên người tần hoàn điều kỳ lạ là tần hoàn không cảm thấy ông đang nhìn mình mà giống như ông đang xem xét một thi thể vừa quan sát vừa suy nghĩ xem bộ phận nào của thi thể đó có điểm đáng chú ý tần hoàn theo bản năng siết chặt thanh hàn nguyệt trong tay hơn nữa trong khi đồng túc ở bên cạnh đã lên tiếng hỏi thiếu chủ nhân lời này nhằm hỏi ý định của tôn hạo nguyệt trong chớp mắt ánh mắt tần hoàn lướt nhanh qua căn phòng rộng rãi nhưng trống trải này suy tính xem nếu cơ quan được kích hoạt họ sẽ làm gì để tự bảo vệ mình. Với kỹ năng của vãn hạnh, nàng có thể thoát khỏi cơn mưa tên, chỉ cần họ sống sót, vẫn còn một tia hy vọng. Tôn Hạo Nguyệt liếc nhìn cả nhóm một lượt, và ngay khi ông sắp gật đầu, từ sân bên ngoài bỗng vang lên tiếng nói chuyện. Từ xa, Tần Hoàn nghe loáng thoáng tiếng của lâm thầm. Tim Tần Hoàn đập thình thịch, và Tôn Hạo Nguyệt cũng nghe thấy, ông quay sang đồng thúc, ra ngoài xem thế nào. Đồng Thúc lập tức quay người ra ngoài. Khi ông vừa rời khỏi cửa, Vãn Hạnh nhanh chóng định hành động, nhưng mới bước được một bước thì một mũi tên phóng về phía nàng. Vãn Hạnh né kịp, mũi tên sượt qua vai nàng, phát ra tiếng xoẹt và để lại một vết thương sâu. Ngay lập tức, mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt lan tỏa. Lòng Tần Hoàn thắt lại, Tần Sương và những người khác cũng hoảng sợ. Vãn Hạnh giơ tay lên, đừng cử động. Chỉ trong chốc lát, trên trán vãn hạnh đã lấm tấm mồ hôi lạnh giọng nói của nàng mang theo vẻ lạnh lùng và nghiêm nghị tần sương sợ hãi vội ngoan ngoãn đứng yên không dám nhúc nhích vãn hạnh cúi đầu nhìn xuống viên gạch dưới chân mình căn phòng này được lát đầy những viên gạch hình vuông màu đen từng viên gạch sát nhau làm từ chất liệu cứng nhưng không lạnh lúc này một chân của vãn hạnh đang đặt trên một viên gạch mồ hôi từ thái dương nàng nhỏ xuống vãn hạnh nói không được cử động, nếu di chuyển sẽ kích hoạt cơ quan. chương 252 Tần Hoàn không hiểu thuật kỳ môn độn giáp, nhưng nàng nhận ra rõ ràng rằng khi mũi tên bay ra vừa rồi, Tôn Hạo Nguyệt hoàn toàn không động đậy điều đó đủ để chứng tỏ rằng cơ quan này không phải do hắn khởi động. Tần Hoàn vừa kinh hãi trước sự hiện diện của cơ quan tinh vi bên trong tòa nhà này, vừa như bị đóng băng, không dám cử động. Vãn hành chỉ bước một bước mà đã kích hoạt mũi tên bắn ra, nếu tất cả cùng di chuyển, chỉ sợ trong chớp mắt sẽ có mưa tên bắn tới. Lòng nàng căng thẳng, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của vãn hành. Vãn hành chăm chú nhìn xuống dưới chân, mặt hơi nghiêng, như thể đang lắng nghe điều gì đó. Tần hoàn cũng nghiêng đầu lắng nghe, chỉ một lát sau, nàng nghe được những âm thanh nhỏ bé như dòng nước chảy len lòi. Tần hoàn không hiểu âm thanh đó, chỉ có thể đặt hy vọng vào vãn hành. Cùng lúc đó, nàng lại suy nghĩ xem bên ngoài có điều gì đang diễn ra, nàng mải suy nghĩ mà không hay biết, bỗng nhiên, nàng dường như nghe thấy tiếng vó ngựa vang lên, giống như đất trời đang rung truyền. Giờ phải làm sao đây, Tê? Tần Hoàn bị tình huống này làm cho hoảng loạn, nhưng lúc này nàng chỉ nghe thấy một tiếng gì đó. Tần Hoàn liền nâng cầm ra hiệu cho vãn hành, đi theo ta. Tần Sương nhìn Tần Hoàn bằng ánh mắt ngờ vực, rõ ràng không tin vào vãn hành. Nhưng khi thấy ánh mắt chắc chắn của Tần Hoàn, nàng mới gật đầu. Dù vậy, trong lòng Tần Sương vẫn không có một chút hy vọng nào, nàng không khỏi trừng mắt nhìn Tần Tương. Tần Tương đứng đó, người như không còn sức lực, cảm thấy khó chịu đến mức gần như ngã xuống, nhưng nàng biết không thể động đậy, trước mắt chỉ còn lại sự kiên cường chống đỡ. Thấy Tần Sương như vậy, Nàng cảm thấy vừa ủy khuất, vừa sợ hãi, lại biết rằng Tần Sương và mọi người đến vì mình, nàng chỉ biết rơi lệ, rồi nhìn về phía Tần Hoàn, thấy ánh mắt nàng dừng lại ở cửa. Rất nhanh, Đồng Thúc bước vào phòng, so với lúc ra ngoài có chút nghi hoặc, giờ đây biểu cảm của ông rất khẩn trương và nghiêm túc. Ông liếc nhìn Tần Hoàn và mọi người, rồi nhanh chóng nói gì đó bên tai Tôn Hạo Nguyệt. Đoàn người đứng cách xa, Tần Hoàn không nghe rõ lời nói nhưng nàng thấy rõ nét mặt tôn hạo nguyệt nhíu lại thấy biểu cảm của hai người lòng tần hoàn lập tức nhẹ nhõm nhất định là tần diễm đã đến thời điểm này là sáng sớm chắc chắn không phải người của quan phù nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể là tần diễm có lẽ tần diễm đã đến tam nguyên thôn biết các nàng đến bách thảo viên nên theo sau tới đây tính thời gian cũng khá hợp lý dù ai đến cũng đều tốt ít nhất có thể làm rối loạn kế hoạch của tôn hạo nguyệt tần hoàn cảm thấy bất an bên ngoài sân lại có động tĩnh tôn hạo nguyệt lạnh lùng liếc nhìn tần hoàn và mọi người rồi lại nhìn đồng thúc ngươi ra ngoài trấn an họ đồng thúc nghe vậy vội vã ra ngoài ánh mắt tôn hạo nguyệt trở nên càng lạnh lẽo hắn đánh giá tần hoàn và mọi người như thể đang nghĩ cách xử lý họ nhưng hắn hoàn toàn không nóng vội hay hoảng loạn như thể chỉ đang chờ đồng thúc trở về báo cáo tần hoàn nhìn tôn hạo nguyệt hắn cũng nhìn lại nàng ánh mắt không hề điên cuồng hay cố chấp nhưng sự bình tĩnh ấy lại khiến lòng tần hoàn dần dần nảy sinh cảm giác bất an tôn sư huynh tần hoàn không biết sao mình lại thốt lên sư huynh như vậy ánh mắt tôn hạo nguyệt chợt lóe lên một cách âm thầm nàng vội vàng nói tiếp tôn sư huynh hãy nghĩ đến dược vương cốc nghĩ đến bạch gia và tôn gia hiện tại quay đầu lại vẫn còn kịp. Tôn phu nhân đang bệnh, nếu trở lại dược vương cốc để chữa trị, mặc dù không thể hoàn toàn khỏi hẳn, nhưng ít nhất cũng có thể kéo dài thêm thời gian cho bà. Khi nghe Tần Hòa nói, ánh mắt Tôn Hạo Nguyệt lóe lên một cái, nhưng nhanh chóng, ánh mắt hắn lại lạnh đi, giống như sương tuyết và khói mù bao phủ, tạo cảm giác áp lực. Hắn vẫn không có sự dao động, chỉ chờ đồng thúc, rất nhanh, tiếng bước chân của đồng thúc vang lên khi vào cửa. Lần này, bước chân của đồng thúc nhanh hơn lần đầu tiên, đến trước mặt tôn hạo nguyệt, thậm chí không kịp thì thầm bên tay hắn, đã có người xông vào, không thể ngăn cản, chính là biểu thiếu gia đã mở cửa. Lập tức, lông mày tôn hạo nguyệt nhíu lại, nhưng chỉ trong chớp mắt lại lỏng ra. Hắn nhìn tần hoàn và mọi người, bỗng nhiên có vẻ như chưa từng thả lỏng rồi xoay người lại nhìn về phía cái giường có làn khói tím bay lên. Đồng thúc, chúng ta đã thỏa thuận trước đó còn nhớ không? Thiếu chủ nhân đồng thúc khẽ ấp úng, ánh mắt ông đầy áp lời muốn nói nhưng đối mặt với vẻ bình tĩnh của tôn hạo nguyệt, cuối cùng ông vẫn không thể thốt ra lời nào. Nhớ rõ, tiểu nhân nhớ rõ rồi. Tôn hạo nguyệt nhìn đồng thúc một cái, được rồi, người đi đi. Cái nhìn này như một lời từ biệt, ánh mắt Tôn Hạo Nguyệt dừng lại trên mặt Đồng Thúc một chớp mắt rồi mới rời đi. Đồng Thúc thì càng trông có vẻ do dự, ánh mắt ông nhìn Tôn Hạo Nguyệt, bước chân như bị đóng băng, không động đậy sau một lúc lâu. Hai tay ông nắm chặt thành quyền, dường như đang kiềm chế bản thân không muốn giữ lấy Tôn Hạo Nguyệt. Đồng Thúc, có thể đã đủ cho ta trong nửa năm qua, người hãy đi đi. Thiếu chủ nhân, được, Đồng Thúc nghẹn ngào gật đầu cuối cùng quyết tâm quay người đi ra cửa. Khi đồng túc vừa đi, lưng tôn hạo nguyệt từ từ mềm xuống, hắn có vẻ như biết mình không có sắc mặt tốt, điều chỉnh hơi thở một chút rồi mới tiến về phía làn khói tím bên trong. Hắn bước đi rất từ tốn, như thể sợ làm người trên giường tỉnh dậy. Hắn cố gắng tiến lại gần mà không gây tiếng động, nhưng có vẻ như trời không theo ý hắn, không biết có phải đồng thúc đã quên đóng cửa hay không. Bỗng nhiên một cơn gió lạnh thổi vào, khiến làn khói tím trao đảo. Áo trắng của Tôn Hạo Nguyệt bay bay trong gió lạnh, còn trong phòng, làn khói tím trôi nổi, như là những giọt mưa lặng lẽ. Từ màn lụa phập phồng, Tần Hoàn cuối cùng cũng có thể nhìn thấy người nằm trên giường, đó là Bạch Phi Yên, đắp chăn gấm, giống hệt như lần đầu tiên Tần Hoàn bước vào. Nhiều ngày trôi qua, nhưng Bạch Phi Yên vẫn nằm bất động. Dù khoảng cách không gần và có chăn gấm che khuất, nhưng tần hoàn vẫn có thể nhìn thấy mái tóc đen dài của bạch phi yên được buộc gọn gàng nhìn từ xa có thể thấy rõ những đường nét tinh tế của mái tóc như những đám mây bạch phi yên giống như một nữ tử xinh đẹp vừa trở về sau một giấc ngủ sâu nhưng tần hoàn nhớ rõ lời tôn mộ khanh đã nói bạch phi yên đã tỉnh dậy rất lâu rồi một cảm giác bất an kỳ lạ xâm chiếm lòng tần hoàn và ngay lúc đó Tôn Hạo Nguyệt đã chạy tới bên giường của Bạch Phi Yên. Hắn cúi người, ngồi ở mép giường của Bạch Phi Yên, thì thầm gì đó bên tai nàng, trên mặt xuất hiện nụ cười mỏng manh, đầy thỏa mãn. Như thể hắn đang nói những lời ngọt ngào với Bạch Phi Yên, nói xong, hắn lại nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Hắn nhẹ nhàng chỉnh sửa chăn, rồi xoa gương mặt Bạch Phi Yên, giống như một người chồng yêu thương vợ mình trong cơn bệnh. Nụ cười trên môi hắn vẫn không tắt dịu dàng khiến Tần Hoàn cảm thấy Tôn Hạo Nguyệt không phải là người mà là một nhân vật cao quý, giống như ngọc ngà sáng bóng, trong suốt và ấm áp với Bạch Phi Yên. Tôn Hạo Nguyệt dường như quên mất sự hiện diện của Tần Hoàn và mọi người, lại cúi đầu nói gì đó rồi bỗng dưng đưa tay tìm trong chăn gấm, sau đó hắn từ từ kéo tay Bạch Phi Yên ra. Cùng lúc đó, ngoài sân vang lên tiếng bước chân rồn rập, khiến Tần Hoàn chỉ trong chốc lát nghi ngờ có phải có hàng trăm người xông vào viện tiếng động làm tôn hạo nguyệt nhíu mày, nhưng dù vậy, khóe môi hắn vẫn nở một nụ cười. Hắn nắm lấy tay Bạch Phi Yên, bỗng nhiên cúi xuống hôn lên mờ u bàn tay nàng, vẻ mặt tràn đầy sự thương tiếc, rồi đặt tay Bạch Phi Yên lên má mình, như muốn cho nàng cảm nhận được hơi ấm từ khuôn mặt hắn. Đúng vào lúc này, Tần Hoàn bỗng nhiên mở to mắt, không thể tin vào những gì mình thấy. Bạch Phi Yên, Bạch Phi Yên đã chết, nàng đã chết từ lâu. Tần Hoàn chừng mắt nhìn Tôn Hạo Nguyệt, trong khi Vãn Hạnh và những người khác đứng như trời trồng. Có người trong họ đã thấy người chết, có người chưa từng thấy, nhưng ai cũng nhận ra đó không phải là cánh tay của một người sống. Cánh tay đó loang lổ thối giữa, đối lập hoàn toàn với vẻ ôn nhu của Tôn Hạo Nguyệt, khiến họ cảm thấy ghê rợn. Phục Linh và Vãn Hạnh đều dùng mình, còn Tần Sương thì sợ hãi đến mức hồn vía lên mây, Tôn Phu Nhân đã chết mà Tôn Hạo Nguyệt, người luôn bảo vệ và ở bên cạnh nàng, lại đang bên cạnh xác chết. Không ai nói gì, Tần Sương chỉ biết mở to mắt nhìn chằm chằm, cảm giác sợ hãi ập đến, làm nàng theo bản năng muốn dựa vào Tần Hoàn. Nhưng vừa mới bước ra một bước, hưu một tiếng gió rít vang lên, Tần Sương hoảng sợ kêu lên, lúc này mới nhớ rằng chỉ cần cử động sẽ kích hoạt mưa tên cơ quan. Tần Sương vừa kêu lên, một cú mạnh mẽ đánh vào vai trái nàng làm nàng bị trao đảo cùng lúc đó vãn hạnh bất ngờ lao vào phòng chạy nhanh về phía một mảnh gạch ở góc tương nàng nhẹ nhàng điểm chân rồi tiếp tục lao nhanh về phía nam rơi xuống một mảnh gạch trong lúc đó mười mấy mũi tên đã nhắm vào tần hoàn và những người khác tần sương được vãn hạnh đẩy mạnh lùi về sau để tránh những mũi tên nhưng vì nương tựa vào tần hoàn nên tần hoàn lại bị liên lụy nhìn thấy hai mũi tên cuối cùng lao thẳng vào mình vãn hạnh liền nhảy lên, đổ vào người tần hoàn. Phụt một tiếng, mùi máu tươi lập tức xuất hiện, tần hoàn ôm chặt vãn hạnh, chợt thấy hai mũi tên như chiếc đinh đâm vào phía sau vai trái của vãn hạnh, tần hoàn nghẹn họng vãn hạnh. Vãn hạnh gắng sức chống đỡ cơ thể, nắm chặt lấy cánh tay tần hoàn, dừng lại, đi thôi. Thấy vãn hạnh phá giải cơ quan mà còn tự chắn mũi tên, lòng tần hoàn đau đớn vô cùng. Nghe thấy tiếng động bên ngoài ngày càng lớn, nàng vội đỡ vãn hạnh và hướng ra ngoài chạy. Chỉ cần rời khỏi ngôi nhà này, bên ngoài chắc chắn sẽ có người đến cứu họ. Dường như quên mất sự hiện diện của họ, Tôn Hảo Nguyệt lúc này mới động, hắn nhìn Tần Hoàn và mọi người, nhíu mày như thể không hài lòng vì họ làm ồn ảnh hưởng đến Bạch Phi Yên. Hắn híp mắt lại, rồi đột nhiên giơ tay ở đầu giường của Bạch Phi Yên, một tiếng ẩm vang lớn bất ngờ xuất hiện, cả tòa nhà như trao đảo tần hoàn đỡ vãn hạnh cả hai đều trao đảo vãn hạnh khẽ quát hắn muốn phá hủy nơi này tiểu thư mau đi tần hoàn trong lòng cảm thấy hoang mang lúc này phục linh cũng muốn đến đỡ nàng tần hoàn giơ tay đẩy phục linh ra ngoài đi mau vãn hạnh và tần hoàn nói khiến tần sương sợ hãi nàng không thể tự đứng vững tự nhiên không thể kéo tần hoàn đi may mắn thay vãn hạnh vốn là người khỏe mạnh gần như kéo tần sương ra ngoài trong khi đó, tần tương dường như đã dẫn mọi người đi trước, nàng theo bản năng nắm lấy cánh tay vãn hạnh. Vãn hạnh vốn đã bị thương, thấy tần tương nắm lấy nàng không đành lòng đẩy ra, chỉ dùng sức một cái đã làm tần tương trao đảo, và trong chớp mắt, mùi máu tươi tràn ngập không khí. Tiếng ồn ngày càng lớn hơn, ngay lập tức tần hoàn nhớ đến biểu cảm của đồng thúc trước đó, không trách sao vừa nhìn đã như thể một lời từ biệt chắc chắn là đồng thúc đã biết kế hoạch của tôn hạo nguyệt chỉ cần ông rời đi và bên ngoài có người xông vào nơi này sẽ bị phá hủy trong phòng này có cơ quan mũi tên kỳ quái và dưới nhà có hầm bí mật tần hoàn không nghi ngờ gì nơi này chắc chắn sẽ bị hủy diệt vì vậy nàng gần như dùng hết sức lực để kéo vãn hạnh chạy ra ngoài tiểu thư hãy đi trước vãn hạnh vốn định kéo tần hoàn đi cùng nhưng do tần hoàn đang đỡ nàng vì cánh tay trái bị thương nàng không đủ sức để đẩy tần hoàn. Tiểu thư, mau đi. Vãn hạnh lại khẽ quát một tiếng, nhưng tần hoàn vẫn không buông tay. Đột nhiên, nàng cảm thấy sàn nhà dưới chân mình rung chuyển kỳ lạ. Những viên gạch kín mít bỗng nứt ra hai bên, nàng chỉ còn thiếu một bước nữa để thoát khỏi ngôi nhà này. Thấy vậy, tần hoàn nhíu mày, một tay đẩy vãn hạnh ra ngoài. chương 253 Tần hoàn đẩy hết sức lực khiến vãn hạnh không kịp phòng bị bị đẩy về phía trước thẳng tiến vào vết nứt đang sụp đổ vãn hạnh mặt mày trắng bệch quay đầu lại nhìn thấy vết nứt đang không ngừng nới rộng cùng lúc đó xà nhà lớn nặng bỗng nhiên đổ sập xuống với một tiếng phanh vang trời chắn ngang giữa tần hoàn và vãn hạnh tần hoàn ở lại phía sau trong khi phục linh quay lại thét lên một cách kinh hoàng nàng cảm thấy cơ thể mình như sắp gãy rời và toàn bộ nóc nhà như đang sụp đổ rơi từng mảnh phục linh mắt đỏ hoe như phát điên muốn bỏ về phía trước nhưng lại bị một thanh xà rơi trúng tần sương dù lúc đầu sợ hãi đứng không vững nhưng trong tình huống tuyệt vọng lại bộc phát sức mạnh một tay nắm vãn hạnh tay còn lại nắm phục linh lôi kéo cả hai ra ngoài vãn hạnh không nói sai sự sụp đổ như sơn băng địa liệt khiến tần hoàn và những người khác không còn sức để chống cự sau cố đẩy nàng định tìm cơ hội sống sót nhưng lối thoát lại bị xà nhà nặng đè xuống khi tần hoàn đang tìm cách khác đột nhiên cảm thấy nền đất dưới chân mình chìm xuống với tốc độ chóng mặt xung quanh tần hoàn nàng không thấy bất kỳ vật gì có thể nắm lấy trong lòng nàng căng thẳng cảm giác như đang rơi xuống vực sâu nhưng ngay sau đó một tiếng thình thịch vang lên và nước lạnh từ trên cao ập xuống như một cơn lũ tần hoàn cảm thấy như mình đang rơi vào một cái giếng sâu không đáy nàng ngước mắt lên và tưởng tượng thấy ánh đèn trong phòng hai tay nàng không còn cảm giác cơ thể tự dưng chìm xuống và trong khoảnh khắc hơi thở của cái chết làm cho ngực nàng đau nhói dù đang trong dòng nước lạnh giá nhưng nàng lại nhớ đến đêm hôm đó khi máu chảy và những mũi tên bay tới khi tần hoàn nghĩ rằng không còn cơ hội sống sót thì đột nhiên có thứ gì đó lóe lên ở bốn phía miệng giếng Tiếp theo, một bóng dáng ngày càng gần lại, trong đầu nàng hỗn loạn không nhận ra người đến, cho đến khi một cảm giác mềm mại ấm áp chạm vào môi nàng. Tần Hoàn đột ngột mở to mắt, gần trong gang tấc, đó là đôi mắt lấp lánh đầy tinh khiết mà nàng đã thấy trong giấc mơ. Tần Hoàn nhìn đôi mắt lấp lánh trước mặt, trong chốc lát cảm thấy như mình đang mơ. Đây có phải là một giấc mơ không? Trong lúc sống chết như vậy, nàng lại mơ thấy Yến Trì nàng nhớ tần sương đã từng nói mọi người đều đã chết đương nhiên trong lòng nàng rất nhớ họ tần hoàn đang muốn nghĩ đến đêm đó hình ảnh máu chảy và ánh sáng mờ ảo cũng đang muốn nhìn một lần nữa bóng dáng của cha mẹ nhưng nàng không ngờ rằng mình lại có thể thấy yến chỉ trong giấc mơ trong đầu tần hoàn mơ hồ ngực nàng đau nhói và trước mắt bỗng tối sầm lại nhưng cảm giác ấm áp và mềm mại trên môi lại làm cho nàng cảm nhận được sự sống như thể nàng đang nắm lấy một cọng rơm cuối cùng giữa dòng nước. Nàng theo bản năng ôm lấy eo người trước mặt, môi nhẹ nhàng khẽ động, và chỉ trong chớp mắt, sự tươi mát ấm áp lan tỏa vào miệng nàng. Tần hoàn mở to đôi mắt, trước mắt vẫn là đôi con ngươi đó. Nhưng khi nàng ngước nhìn, ánh sáng trên đầu dường như càng lúc càng mở đi, trong khi nàng cảm thấy mình bị một dòng nước lạnh lẽo cuốn trôi, như đang rơi vào một vực sâu. Theo bản năng, nàng ôm chặt lấy người có thể cho nàng một chút ấm áp. Cảm giác mềm mại ấm áp trên môi như thấm vào tận trái tim nàng. Nàng cố gắng phân biệt rõ ràng, nhưng ánh sáng trên đầu lại hoàn toàn biến mất. Tâm trí tần hoàn bỗng trao đảo, cuối cùng một tia ý thức của nàng cũng như ánh sáng đó dần dần mờ nhạt. Không biết đã trải qua bao lâu, tần hoàn từ từ tỉnh táo lại. Cảm giác lạnh lẽo như xương cốt dần tan biến, trên người nàng tuy vẫn có chút lạnh, nhưng không giống như trước đây khi bị bỏ lại trong sự tuyệt vọng. Nàng mở to mắt nhìn xung quanh, và kinh ngạc phát hiện ra mình đang ở trong tôn hạo nguyệt, một nơi bí mật. Nàng cảm thấy huyệt thái dương hơi nhức, nhưng nàng rõ ràng nhớ rằng tôn hạo nguyệt đã bị khám phá. Những người bên ngoài đang tìm cách tiêu diệt tôn hạo nguyệt, và nàng. Nghĩ đến vậy, tần hoàn không khỏi cảm thấy choáng váng. Nàng đã rơi xuống một nơi như cây giếng, và sau đó đã mơ thấy yến trì tần hoàn vẫn còn thất thần đột nhiên một tiếng bước chân nhỏ vang lên nàng theo bản năng cảm thấy dùng mình nhưng khi nhấc mắt lên nàng thấy yến trì đang bước vào từ cửa tần hoàn ngây ngần nhìn yến trì nhất thời không thể phản ứng khi thấy nàng mở to mắt ánh mắt yến trì lóe lên hắn tiến gần đến bên nàng và hỏi em đã tỉnh lại tần hoàn vẫn còn ngơ ngác nhìn yến trì không thể phân biệt đây có phải là giấc mơ không. Khi thấy nàng biểu hiện hoang mang, Yến chỉ nhẹ nhàng đặt tay ấm áp lên chán nàng. Cảm giác này khiến hắn hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên nỗi đau lòng nhẹ nhẹ. Sau đó, tay hắn chạm lên má nàng, rồi từ từ di chuyển xuống gương mặt, và tìm kiếm trong cổ áo nàng. Hành động này khiến Tần Hoàn như bừng tỉnh từ giấc mơ. Nàng đột ngột giơ tay lên, giữ chặt cổ tay hắn. Nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ của nàng, Yến chỉ quay sang nhìn vào mắt nàng. Hai ánh mắt chạm nhau, đáy mắt tần hoàn đầy nghi hoặc và mê mang. Đôi mắt nàng sáng trong trẻo và sợi tóc còn ẩm ướt sau khi ngủ. Nàng, một người mềm mại nhưng mạnh mẽ, bỗng có chút rụt rè. Yến chỉ đột ngột cảm thấy nghẹn ngào trong cổ họng. Hắn nhìn tần hoàn đang nắm chặt tay mình và nhẹ nhàng rút tay về. Hành động rút tay khiến Tần Hoàn cảm thấy mình đã hồi phục một phần ý thức. Nàng nhận ra khoảng cách giữa hai người hơi gần, làm cho lòng nàng cảm thấy bối rối. Nhưng Yến chỉ bỗng nhiên nghiêng người, một tay ôm nàng lên, lực mạnh đến mức suýt nữa đụng nàng vào ngực hắn. Tần Hoàn mở to mắt, tay nàng đặt lên cổ Yến Trì, mắt nàng chớp chớp như vẫn không thể hiểu. Đây, có phải là giấc mơ không? Em đã mơ thấy ta sao? Yến Trì nhạy bén, khiến Tần Hoàn giật mình. Nàng đột nhiên nhớ ra, trong mơ Yến Chỉ không hề nói gì, nhưng giờ đây hắn không chỉ nói mà còn phản ứng rất nhanh, khiến nàng ngạc nhiên. Hai má Tần Hoàn bỗng nóng bừng, đây không phải là giấc mơ. Nếu không phải là giấc mơ, thì cái ôm này từ đâu mà có? Tần Hoàn rụt tay lại, không khỏi cảm thấy lo lắng, rồi bắt đầu đẩy Yến Chỉ ra. Nơi này dường như là một căn phòng ấm áp bí mật, và nàng đang nằm trên một chiếc ghế dài. Chiếc ghế dài này rõ ràng đã lâu không ai sử dụng, tỏa ra mùi ẩm mốc. Dưới thân nàng là một lớp áo gấm của Yến Trì, trong khi nàng chỉ còn mặc chiếc áo ngoài của mình. Gần đó, một chiếc bồn xứ nhỏ đang cháy một ngọn lửa. Tần Hoàn dần lấy lại tỉnh táo, nhưng dù nàng có cố gắng đẩy Yến Trì ra, hắn vẫn ôm chặt nàng như một ngọn núi lớn không hề nhúc nhích. Tần Hoàn rõ ràng rất nghiêm túc muốn đẩy hắn ra, nhưng hắn không chỉ vô cảm mà còn một tay giữ lưng nàng tay kia đặt lên đầu nàng thở dài một cách sâu xa tay tần hoàn không thể đẩy hắn ra ánh mắt nàng chiếu về phía đống lửa xa xa và lập tức cảm thấy mặt mình nóng lên yến trì chỉ, chỉ cần dùng lực ở tay là đã làm nàng đau khiến tâm trí nàng bỗng trao đảo nhưng sau một lúc lý trí giúp nàng bình tĩnh lại nàng đóng chặt mắt lại rồi mở ra nhìn vào đống lửa xa xa cảm thấy tinh thần mình lại thanh tình và ổn định. Ngài, sao lại ở đây? Ta đang đóng quân ở Viên Châu, vốn nghĩ rằng các ngươi đã đi qua Viên Châu đến Thông Châu, nhưng không ngờ ngươi lại dùng lệnh bài của ta. Yến chỉ nói, vẫn ôm chặt nàng trong lòng. Tần Hoàn hơi giật mình, nhưng không còn cách nào, đành dựa vào ngực Yến Trì. Nàng vẫn không hiểu tại sao Yến Trì lại có mặt ở đây. Trước đây ta đã cho ngươi, nhưng ngươi không cần. Giờ nếu ngươi cần, đó là lúc nguy cấp, ta đã suốt đêm chạy đến, và vừa gặp chủ nhân của tòa nhà này khởi động cơ quan. Tần Hoàn cảm thấy lo lắng, bỗng hỏi, còn vãn hạnh thì sao? Yến Trì dường như đã động tay ở lưng nàng, sau đó bình tĩnh nói, cô ấy không sao cả. Trong nhà yên tĩnh, Tần Hoàn chỉ nghe thấy tiếng lửa đùng vang lên, ngài thật tâm huyết. Người như vậy, nếu không có người bên cạnh, ta thật sự không an tâm sao ngài lại cần phải bảo vệ dù nàng dựa vào yến chỉ không dãy rủa nhưng giọng nói vẫn bình tĩnh yến chỉ nhẹ nhàng vuốt đầu nàng đương nhiên trái tim ta gắn bó với ngươi hắn nói những lời này dường như cần rất nhiều can đảm tần hoàn nghe xong tâm trí bỗng trao đảo một lúc sau nàng bình tĩnh hỏi vậy tại sao trái tim ngài lại gắn bó với ta yến chỉ nghe vậy buông tay nàng ra hắn đứng thẳng ánh mắt sắc bén nhưng cũng lạnh lùng nhìn tần hoàn tất nhiên rõ ràng trái tim ta đã gắn bó với ngươi tần hoàn nhìn vào đôi mắt yến trì lòng nàng bỗng chốc ấm lên cảm xúc như dâng trào nàng cảm thấy nghẹn ở cổ không thể nói nên lời rõ ràng là một sự chân thật rất rõ ràng cha nàng luôn hành động với đạo lý rõ ràng và nàng theo cha mình lăn lộn giữa đời thường bất luận là những án mạng hay tình yêu nàng luôn tìm cách gỡ bỏ những lớp sương mù để tìm ra chân tướng nhưng nàng cũng nhận thức rằng nhân tâm rất phức tạp càng thấy nhiều thì càng biết nó yếu đuối thế nhưng khi có người rõ ràng đặt mình trước mặt nàng lòng kiên định của nàng cũng có thể trở nên mềm yếu tần hoàn nhìn yến trì lại một lần nữa cảm thán trước ánh mắt sắc sảo của hắn hắn dường như hiểu rõ điều nàng muốn thấy tần hoàn có vẻ như đang suy nghĩ rất nhiều mà không nói gì yến chỉ không khỏi nắm chặt tay nàng em không tin hay là không dám tin tần hoàn nghe xong ánh mắt lập tức sắc bén hơn có gì mà phải sợ giọng nàng mang theo phần kiêu ngạo và sự tự tin khiến yến chỉ không khỏi cười lớn tiếng cười của hắn vang vọng bên tai tần hoàn đôi mắt đầy ánh sáng ánh mắt hắn vừa thương xót vừa thỏa mãn xung quanh hắn tỏa ra sự vui vẻ từ trong ra ngoài sau khi cười một chút yến chỉ đột ngột nghiêm mặt nắm chặt tay tần hoàn được rồi giờ ta muốn em tin tưởng nếu em đã tin thì cũng phải cho ta một lời rõ ràng tần hoàn nhướng mày ánh mắt cứng rắn nhìn sang bên rõ ràng điều gì nàng có vẻ như đang phản kháng hai má hồng lên dù có vẻ không muốn hợp tác nhưng điều đó chỉ làm cho yến chỉ cảm nhận được sự can đảm trong lòng nàng thái độ này hoàn toàn khác với vẻ trầm tĩnh thường ngày của nàng điều này như là một sự chấp nhận rõ ràng yến trì lại cười và ôm chặt tần hoàn vào lòng lần này hắn ôm nàng không còn mạnh bạo như trước mà tay hắn vô tình vuốt ve lưng nàng như thể muốn khiến nàng hòa vào lòng mình tần hoàn rụt lưng lại tay nàng vòng quanh hông yến trì yến trì cảm thấy hơi khó thở bỗng nhiên cúi đầu thì thầm bên tai nàng khi em nhìn thấy ta lúc trước em cũng ôm ta như thế em chỉ tưởng rằng đó là một giấc mơ chiếc áo ngoài của tần hoàn rơi xuống đất khiến nàng cảm thấy lạnh nàng dựa vào yến trì như vậy mới vừa rồi có thể cảm nhận được hơi ấm từ hắn yến trì nghe xong lại cười em thực sự đã mơ thấy ta sao tần hoàn hơi ngập ngừng ừ yến trì cảm thấy ngực mình phập phồng rồi thở dài một cách hài lòng vậy thì ta thật sự rất vui yến trì cảm thấy cơ thể tần hoàn lạnh giá hắn lấy áo ngoài của nàng phủ lên người nàng rồi một tay ôm nàng ngang chúng ta không nên ở đây lâu phải ra ngoài thôi tần hoàn bị hắn ôm ngang cảm thấy trái tim mình đập loạn ở cẩm châu nàng đã cảm thấy bất an nhưng khi rời khỏi đó những tình huống nguy hiểm đã làm nàng nhận ra tâm tư mình dù trước đây nàng không bao giờ yếu đuối không sợ những thứ nguy hiểm không sợ lòng người hiểm ác vậy tại sao lại phải sợ yến trì người đã rõ ràng như vậy. Trong lòng nàng có nhiều mâu thuẫn, nhưng đó không phải là tình yêu tuyệt đối. Nàng có lo lắng và băn khoăn, nhưng nàng vẫn tin Yến Trì. Mà giờ hắn đang ở ngay trước mắt, nàng có gì phải sợ? Nàng có thể tự tin, nhưng dù về ngoài nàng có phần kiêu hãnh và dạn dĩ, nàng vẫn chưa bao giờ trải qua tình yêu. Tần Hoàn dựa vào ngực Yến Trì, nhìn khuôn mặt hắn, và một cảm giác ngọt ngào bỗng dưng dâng lên trong lòng. Đây là một giai điệu ngọt ngào, dù nàng giỏi y thuật và phẫu thuật, nhưng tình yêu vẫn là một khía cạnh xa lạ với nàng. Nàng ngơ ngác nhìn Yến Trì, không biết tương lai hắn sẽ đóng vai trò gì trong cuộc đời mình. Em nhìn ta làm gì? Yến Trì ôm Tần Hoàn rời khỏi căn phòng ấm áp, khi ra ngoài hắn nhận thấy ánh mắt nàng vẫn dõi theo mình. Hắn nhìn nàng và thấy trên mặt nàng vẫn hồng hào như những đám mây. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 254. Hắn biết trong lòng Tần Hoàn vượt xa những người bình thường, thậm chí còn vượt qua rất nhiều nam tử. Nhưng nếu không ai thân cận thì sẽ không ai biết nàng kiều diễm đến nhường nào, và điều đó không thể so sánh với bất kỳ thiếu nữ nào khác. "Điện hạ thật sự từ Viên Châu đóng quân đến đây sao?" Tần Hoàn lại hỏi, bây giờ đã khác với trước đây rất nhiều. Yến Chỉ mỉm cười đúng là quân đóng ở Viên Châu, nhưng không phải ở thành phố Viên Châu, mà là ở hai đại doanh phía bắc huyện kế. Khi lệnh bài của ngươi được phát, ta đã biết ngay, và tin tức từ Bạch Anh cũng đã đến rồi. Bạch Anh, vãn hành, Tần Hoàn ngay lập tức phản ứng. Tần Hoàn khẽ mỉm cười, nàng vào phủ vào thời điểm đó. Chỉ có điều là ngươi mới đến Cẩm Châu không lâu. Yến chỉ cười nhẹ, đêm hôm đó có chuyện xảy ra ở An Dương Hầu Phủ ta đã nhìn thấy ngươi. Tần Hoàn chớp mắt, nàng không biết điều này, nhìn vào mặt Yến chỉ chỉ cảm thấy có nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhưng tình huống hiện tại không cho phép nàng hỏi nhiều. Tần Hoàn nhìn về phía ám trạch, nơi mà họ vừa đến, cũng không biết Yến Trì đã đưa nàng đến đó bằng cách nào. Thấy biểu cảm của nàng, Yến Trì liền hiểu nàng đang nghĩ gì, trong ám trạch này, các cơ quan đều sử dụng nước làm động lực. Tôn Hạo Nguyệt đã khởi động cơ quan lớn nhất, khiến cho nước ở dưới đập bị vỡ ra. Nhưng một cơ quan ám đảo thì không thể chỉ có một lối ra. Ta đã dẫn ngươi theo ám đảo, ra ngoài sau đó cũng đã đến nơi dưới cùng này. Nói xong, Yến chỉ ôm Tần Hoàn đi lên một con đường. Hai bên đường là hai nơi sinh hoạt hàng ngày, cuối con đường có một cầu thang. Yến chỉ bước nhanh ôm Tần Hoàn đi lên cầu thang. Nơi này dẫn đến chính phòng nơi mà chủ nhân đã nghỉ ngơi năm xưa yến chỉ ôm tần hoàn lên một tầng cao hơn tần hoàn thân hình mảnh mai dù không nặng nhưng cũng không phải là trẻ con tuy nhiên yến chỉ ôm nàng một cách nhẹ nhàng dường như không tốn sức chút nào khi tần hoàn ngước nhìn ban đầu nàng không nhận ra nhưng khi yến chỉ tiến gần đến cánh cửa thì tần hoàn lập tức nhíu mày cầu thang này không xa lắm so với mặt đất bên trái tần hoàn là một băng thất khi nàng nhìn sang bên phải hướng lên chỗ cầu thang trước đó, nàng phát hiện rằng nơi đó hoàn toàn đã sụp đổ thành phế tích, nơi mà trước đây đặt một phòng tạp vật giờ chỉ còn lại những viên đá và gạch vụn hỗn độn. Tòa nhà này thật sự đã bị hủy hoại, Tần Hoàn lạnh lùng nói, nhà chính của Tôn Hạo Nguyệt hẳn là ở phía đó. Tần Hoàn nheo mắt lại, nhìn về phía vị trí của phòng tạp vật trước mặt, nơi đó giờ đây không thể nhận ra được nữa. Yến chỉ nói, tòa nhà này có ám trạch ở dưới, và dưới ám trạch còn có một tầng khi cơ quan bên dưới hoạt động nó sẽ hủy hoại ám trạch khiến cho phòng ở trên sụp xuống cuối cùng bị chôn vùi điện hạ có biết chuyện ở đây không yến trì gật đầu ta đã thấy thị vệ tần phủ trên đường còn gặp thế tử của trung dũng hầu phù đại khái tình hình đã rõ chỉ là tôn hạo nguyệt vì cứu phu nhân của hắn mà đã gây ra không ít cái chết tần hoàn lắc đầu nàng phu nhân đã chết nếu không thấy thi thể nàng đã hư thối ta cũng không thể tin yến chỉ sắc mặt nghiêm trọng đó là ma nhập tần hoàn nghe vậy không phản bác tôn hạo nguyệt giống như một nhân vật tiên tri người thường khó có thể nhận ra điều bất thường nhưng tần hoàn vẫn nhớ rõ hình ảnh hắn ôm bạch phi yên với cánh tay đã bắt đầu thối giữa hắn không điên cũng không ngu hắn thật sự đã bị ma nhập nhà và cầu thang bên này đều đã hủy hoại chúng ta phải làm thế nào để ra ngoài? Tần Hoàn bỗng nhiên hỏi, trong ám trạch chỉ còn lại ba đường chưa bị hủy, nhưng lối ra duy nhất lại bị sập, họ đang bị nhốt ở dưới một chỗ phong bế như ngục tù, làm sao ra ngoài được? Nếu không thể ra, người có sợ không? Yến chỉ không dừng lại lâu, chỉ ôm Tần Hoàn đi về phía băng thất. Tần Hoàn nghe vậy cười, có điện hạ ở đây thì cũng không lỗ. Yến chỉ ôm Tần Hoàn thật chặt, Tần Hoàn bỗng nhớ ra hỏi, "Ta đã ngủ bao lâu rồi?" Yến Chi trả lời, "Hai canh giờ." Thế nhưng đã qua hai canh giờ, như vậy bên ngoài chắc cũng đã sáng. Vẫn như câu nói lúc nãy, nơi này có nhiều cơ quan như vậy, không thể chỉ có một lối ra. Tôn Hạo Nguyệt đã hủy diệt tòa nhà phía đông, có thể thấy rằng khi xây dựng, chủ nhân cũng đã để lại một đường lui cho mình. Không thể nào chỉ có một lối ra. Tần Hoàn suy nghĩ những lời này trong giây lát, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, ta đã biết rồi, ta biết lối ra ở đâu. Tần Hoàn giơ tay lên, đi về phía trước, sau đó rẽ trái, cứ đi thẳng, có một chỗ nhà mà Tôn Hạo Nguyệt thường dùng để thử tay nghề. Ta từng thấy một con mèo đen mang theo thi thể đi ra từ đó. Tôn Hạo Nguyệt nhất định đã giấu giếm điều này và nơi nhân tâm chính là chỗ hắn và Bạch Phi Ngọc cùng nhau hắn chắc chắn không cho phép bất kỳ vật gì có máu từ dưới này ra vào vì vậy ta đoán nơi đó chắc chắn có một lối ra khác có lẽ thì thể đã được vận chuyển ra ngoài có thể là vì mấy ngày qua không có ai ở trong đó để dọn dẹp nên tạm thời bị giấu ở đâu đó trong nhà và bị con mèo đen đó phát hiện tần hoàn tự lo lắng về việc mình đã nói trong khi yến chỉ đã dẫn nàng đi về phía trước không lâu sau tần hoàn nhẹ nhàng mở miệng chính là nơi này bước chân dừng lại yến chỉ nhíu mày nói trong phòng có người tần hoàn nghĩ một lát mới nhớ ra là thuộc hạ của tôn hạo nguyệt nói xong tần hoàn lấy từ trong tay áo ra một mồi lửa mồi lửa bên ngoài đã bị ướt nhưng bên trong vẫn còn giữ được nàng thắp sáng mồi lửa hai người vào phòng và quả thật thấy thi thể nằm nguyên trên mặt đất yến chỉ chỉ nhìn thoáng qua rồi không để ý nhưng liếc mắt thấy trên mặt đất có một cái bình xứ lăn lóc và một vật màu hồng hắn nhíu mày từ nơi bình xứ đi vào phòng trong trên bàn một thi thể vẫn nằm nguyên vẹn người có y thuật tuyệt thế lại lại theo con đường ma quái yến chỉ ánh mắt hơi khép lại giọng nói cũng trở nên trầm thấp dù cho tình cảm có sâu sắc đến đâu cũng không thể tha thứ tần hoàn nghe vậy thở dài trong lòng không biết sao lại cảm thấy nặng nề như có một tảng đá đè xuống có chuyện gì vậy yến chỉ cúi đầu hỏi tần hoàn nói có lẽ đó là số mệnh bi thảm hắn có thể cứu được người trong thiên hạ nhưng lại không thể cứu được người mình thương dừng một chút tần hoàn nhìn yến chỉ nếu là điện hạ ngài sẽ làm gì yến chỉ bị câu hỏi của tần hoàn làm cho chú ý hắn không tự giác nhìn về phía nàng dường như suy nghĩ một chút về hình dáng tần hoàn bị bệnh nặng ánh mắt hắn trở nên tối sầm lại Ta sẽ không bị ma nhập, vì bản thân ta vốn là." Hắn nhìn Tần Hoàn thật sâu trong giây lát, rồi lập tức bước tới bàn. Tần Hoàn nghe hắn nói vậy, ngay lập tức nghĩ đến danh hiệu Ma Vương của hắn. Ngày trước, khi nghe thấy danh hiệu đó, nàng từng có chút tò mò và sợ hãi, nhưng không ngờ rằng một ngày nào đó nàng lại ở trong vòng tay của Ma Vương. Đến nơi thi thể nằm, Tần Hoàn bỗng không biết nên đi đâu, nàng mang theo Tần Tương chỉ vào đây mà thôi yến chỉ nhìn nàng một cái ngươi đã đến đây rồi sao tần hoàn đáp ta đã nói chuyện với quản gia ngũ tỷ có thể vẫn ở trong bách thảo viên hắn là người duy nhất đến đây vì vậy ngay khi chúng ta vừa đến tôn hạo nguyệt đã biết ý đồ của chúng ta hắn định dùng khói mê nhưng ta đã xuyên qua trước đó ta đã ăn giải độc hoàn rồi vào trong khi họ rời đi ta đã tìm thấy ngũ tỷ và đúng là sau đó đã gặp được thương lục chúng ta đến đây chính là nhờ bạch anh bạch anh đã cứu chúng ta yến chỉ nhìn tần hoàn ngươi thường gọi nàng là vãn hạnh nàng chính là vãn hạnh tần hoàn lập tức lắc đầu điện hạ đã giấu ta chuyện này có lẽ nghĩ rằng lúc đó ta sẽ không dễ dàng chấp nhận lòng tốt của ngài giờ đây nếu ta đã biết thì bạch anh vẫn sẽ là bạch anh yến để không nói thêm gì chỉ trầm giọng nói ngươi thật lớn gan dám dẫn theo những tiểu cô nương đến đây Tần Hoàn cười khổ, lần này thật sự ta đã lỗ mãng, suýt chút nữa kéo các nàng vào rắc rối. Nhưng nếu chúng ta không đến, Ngũ tỷ có lẽ cũng đã cùng thi thể kia giống nhau, như vậy vẫn là đáng giá. Yến chỉ nhíu mày, nghe nói Ngũ Tần cô nương ra đối xử với ngươi cũng không tốt. Tần Hoàn nghe vậy có chút bất đắc dĩ, Bạch Anh ở bên cạnh nàng không chỉ để bảo vệ nàng mà còn có nhiều mục đích khác. Nàng đối xử với ta rất tốt, cũng không có ý hại ta. Nếu cùng họ tần, ta biết nàng sẽ không gây ra chuyện gì, chỉ cần không làm điều xấu. Yến chỉ có vẻ không tán thành lời của nàng, nhưng không nói thêm gì. Hắn đảo mắt một vòng, chỉ thấy trong phòng tối có hai lối vào ám môn. Một trong số đó là lối mà thương lục đã xuất hiện, còn lối kia tần hoàn không biết đi đâu. Tần hoàn đảo mắt, bên này, lối vào này không biết đi đâu, chúng ta đi xem thử. Yến chỉ vui vẻ đi theo chỉ đường cho tần hoàn họ đi vào ám môn và vào một căn phòng tối khác. Trong căn phòng này không có những chiếc bình xứ, nhưng khi tần hoàn thắp lửa lên, nàng thấy một bộ khung xương người, bộ khung này được tôn hạo nguyệt đặt dựng đứng, giống như một cái xác khô đang đứng ở đó. Tần hoàn nhìn thấy lông mi mình run lên, nàng ngước nhìn yến chỉ và thấy hắn vẫn không biểu lộ cảm xúc. Ngoài bộ khung xương, trong phòng này còn có đủ loại bàn vẽ và y thư. Tần Hoàn nhìn thấy những bản vẽ đó không chỉ đơn giản là các đường kinh mạch, khớp xương, mà còn rất tinh tế, thể hiện cấu trúc từng phần nội tạng và hệ thống mạch máu. Thậm chí còn có hình vẽ về các nội tạng sau khi đã được cắt ra. Những bức vẽ này rất chi tiết, miêu tả nội tạng con người sống động như thật. Tần Hoàn nhìn những bản vẽ đó trong lòng rất kinh ngạc, cảm giác rằng những tinh túy y đạo này không phải dành cho người ngoài nhưng nghĩ đến việc tôn hạo nguyệt đã gây ra rất nhiều cái chết để có được chúng nàng chỉ cảm thấy hoang mang yến chỉ nói với giọng nặng nề có điều thật đáng tiếc tần hoàn cũng cảm thấy tiếc nuối nhưng yến chỉ không dừng lại lâu tiếp tục ôm tần hoàn đi tới một căn phòng khác căn phòng này cũng được bài trí giống như một thư phòng tần hoàn nhìn quanh và thấy trên bàn có vài quyển sách đó là cái gì lại xem thử tần hoàn chỉ vào đó yến chỉ ôm nàng đi qua đi được vài bước tần hoàn cảm thấy sức lực của mình phục hồi nhiều nàng nói điện hạ thả ta xuống đi thực ra ta cũng không lo chỉ là lạnh thôi tần hoàn vẫn cảm thấy lạnh nàng dựa vào cảm giác này cũng biết tình trạng của mình như thế nào nhưng nàng vừa nói xong yến chỉ lại nhíu mày vẫn ôm nàng đến bàn bên cạnh tần hoàn thấy vậy thở dài trước tiên mở quyển sách vừa lật thì thấy bên trong ghi chép về bệnh hoạn. Tần Hoàn đọc qua và không khỏi hít một hơi, nếu là bình thường thì đó chỉ là bản chép tay của y giả, nhưng quyền chép tay này lại ghi rất tỉ mỉ những tình trạng bệnh mà Tôn Hạo Nguyệt đã gây ra. Ghi chép còn chỉ rõ những phản ứng khi lấy nội tạng người và những yêu cầu thay đổi nội tạng. Tần Hoàn xem qua và thấy những người có thể sống sót sau khi thay đổi nội tạng thật sự rất ít. Dường như có những quy tắc rất hà khắc mà tôn hạo nguyệt lại không biết vì vậy những người chết chính là do hắn thực hiện theo những quy tắc đó có rất nhiều phương pháp trong y đạo nếu bản chép tay này không dính máu người tần hoàn gần như cảm thấy đây có lẽ là những ghi chú cổ xưa của dược vương cốc đều không thể sánh với bảo bối hắn có tài năng chắc chắn vượt qua những người đứng đầu dược vương cốc nếu như hắn nếu tôn hạo nguyệt không chọn con đường này mà đi chữa bệnh cứu người thì sẽ tốt biết bao Tần Hoàn nghĩ như vậy, rồi lại cảm thấy lời nói có phần vô nghĩa. Nàng đặt quyền sách xuống, chỉ nói, quyền sách này là chứng cứ cực kỳ quan trọng, nếu chúng ta có thể ra ngoài, phải để cho họ mang theo tất cả. Yến chỉ hiểu ý của Tần Hoàn, chúng ta chắc chắn sẽ ra ngoài, giờ này bên ngoài mọi người cũng đang sốt ruột. Tần Hoàn bôm quyền chép tay, Yến chỉ dẫn nàng tiếp tục đi về phía trước, trong khi đó, mồi lửa trong tay Tần Hoàn sắp tắt. Không có mồi lửa, hai người làm sao tìm được lối ra? Nếu lại gặp phải cơ quan nào đó thì phải làm sao? Chương 255. Trong lúc Tần Hoàn đang âm thầm lo lắng, hai người lại đến một căn phòng tân hôn tối tăm. Nhưng căn phòng tối này lại không có cửa hay cửa sổ, tựa như đã đến nơi sâu thẳm nhất của căn nhà. Tần Hoàn vội vàng nói, không có lối ra, chúng ta hãy đi qua cánh cửa vừa rồi, dùng ngọn lửa để tiêu diệt tần hoàn đang định phản hồi thì yến chỉ lại không nhốc nhích hắn với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn quanh căn nhà rồi đi vào giữa phòng thấy hắn như vậy tần hoàn lập tức nhận ra rằng căn nhà này có điều kỳ lạ chẳng lẽ lối ra ở đây sao nghe thấy tiếng gió không yến chỉ bỗng nhiên lên tiếng tần hoàn vội vàng chú ý lắng nghe nhưng sau một hồi lâu vẫn không nghe thấy gì yến chỉ lại nhìn ngọn lửa và nói hãy nhìn vào ngọn lửa tần hoàn nghe vậy lập tức hiểu ra những điều bình thường nàng hay chú ý đến, nhưng lúc này nàng lại không biết phải làm sao. Trong phút chốc, nàng mới nhìn thấy ngọn lửa thực sự có chút nghiêng. Tâm trạng tần hoàn nhẹ nhõm, chắc chắn lối ra ở đây. Vừa dứt lời, tần hoàn vô thanh vô tức dập tắt ngọn lửa trong tay. Ngay lập tức, không gian xung quanh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng hít thở rõ ràng của Yến Trì và nàng. Tần Hoàn cảm thấy hơi lo lắng, vậy chúng ta làm sao bây giờ, tôi chỉ có ngọn lửa này mà thôi. Không sao, việc mở nơi này không khó đâu. Tần Hoàn định hỏi Yến Trì về ngọn lửa, nhưng khi nghe Yến Trì nói như vậy, nàng cảm thấy an tâm. Yến Trì ôm Tần Hoàn đi hai bước về phía góc, rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống, dừng lại. Đây là một góc tường, khi Tần Hoàn vừa chạm chân xuống đất thì tựa lưng vào vách tường, nàng nhẹ nhàng ân một tiếng. Trong bóng tối, nàng cảm nhận thấy yến chỉ ôm chặt áo ngoài của nàng rồi nàng nghe thấy âm thanh nhẹ gõ vào vách đá tần hoàn hiểu rằng hắn đang xác định có cơ quan nào đó trong tường lập tức hít thở đều lại yến chỉ nhẹ gõ một vòng rất nhanh trở lại vị trí không xa nàng thấy hắn bỗng dưng đứng yên tần hoàn không khỏi hỏi sao vậy có phải cơ quan không ở đây hay vẫn còn là một cơ quan khó xử tần hoàn hỏi xong yến chỉ vẫn giữ im lặng bốn phía tối đen như mực, không nhìn thấy gì, tần hoàn trong lòng bỗng dưng cảm thấy hoảng sợ, điện hạ. Nàng vừa nói vừa tìm kiếm bên cạnh Yến Trì, vừa định chạm đến hắn thì bỗng dưng, cánh tay dài của Yến Trì đã ôm chặt lấy nàng kéo vào lòng. Hành động bất ngờ khiến Tần Hoàn không kịp phòng bị mà thốt lên một tiếng nhỏ, và khi nàng kịp phản ứng thì đã bị Yến Trì dựa vào vách tường. Người vẫn còn gọi ta là Điện Hạ sao? Yến Trì hô hấp gần gũi, trong bóng tối yên tĩnh, giọng nói trầm thấp của hắn mang theo hơi ấm. Hai má Tần Hoàn dần đỏ lên, nàng đầy đầy yến trì, nhưng ngay lập tức, hắn đã ôm chặt vòng eo nàng, càng siết lại khiến nàng dán sát vào hắn. "Hoàn Hoàn." Khi Tần Hoàn còn đang do dự vì câu hỏi đầu tiên của Yến Trì, hắn bỗng nhiên lên tiếng gọi nhẹ, khiến tay Tần Hoàn tê dần, nàng ngơ ngẩn không nói nên lời. Cả người nàng được Yến Trì ôm vào lòng, dù vóc dáng nàng khá tinh tế nhưng khi ở trong lòng hắn lại như thể bị khàm vào tần hoàn trần trừ trong giây lát bỗng nhiên cảm thấy nghẹn ngào đã rất lâu rồi nàng không có ai gọi mình như vậy như thể định mệnh đã sắp đặt cửu tiểu thư lại có cùng tên với nàng cha mẹ nàng thường gọi như vậy và giờ đây trở thành cách gọi thân thiết nhất tần hoàn vốn nghĩ rằng sẽ không còn ai gọi nàng như vậy yến trì dường như cảm nhận được nỗi buồn của nàng vì vậy ôm nàng chặt hơn bốn phía tối tăm như những cơn ác mộng trong quá khứ nhưng lần này vòng tay ấm áp và vững chãi của yến trì mang lại cho nàng sức mạnh những nỗi buồn sắp tới như bị đè nén lại nàng nhẹ nhàng động tay vòng tay ôm lấy eo yến trì hành động này khiến yến trì hơi cứng người rồi hắn cúi đầu xuống chỉ thấy hắn hôn nhẹ lên đỉnh đầu nàng sau đó nghe hắn nói khi trở về kinh ta sẽ không được yến chỉ còn chưa nói xong tần hoàn đã vội vàng ngắt lời hắn yến chỉ rõ ràng không ngờ sẽ như vậy khi tần hoàn chấp nhận tình cảm của hắn đó là một sự trân trọng đối với hắn với tính cách mạnh mẽ của hắn sao có thể chấp nhận nàng sẽ không về kinh thành như vậy kinh thành thực sự là trốn hổ lang hắn không thể không biết trung dũng hầu phủ có âm mưu gì nếu biết hắn chắc chắn muốn kiểm soát mọi thứ nhưng tần hoàn lại không muốn sao yến chỉ trầm mặc một chút ngữ điệu trở nên trầm lắng tại sao tần hoàn nằm trong lòng yến trì nếu không có ta người đã tính toán gì yến chỉ nhíu mày đương nhiên phải lấy sóc tây quân làm trọng lần này có biến động lớn trong triều và quân đội đều có dao động chứng đi nam hạ này của ta cũng đầy hứa hẹn nhưng khó khăn tần hoàn liền đáp vậy thì hãy lấy sóc tây quân làm trọng Yến chỉ nghe lời này, muốn nói nhưng lại thôi, vậy còn về chúng ta. Ta làm sao để cho ngươi rõ ràng? Tần Hoàn biết hắn đang hiểu lầm, vì vậy nàng tiếp tục, ta chỉ muốn làm rõ ràng, không phải vị trí bên cạnh Điện Hạ. Điện Hạ có chi lớn, trong lòng ta cũng có nguyện vọng. Trước khi thực hiện nguyện vọng này, ta không có ý định kết hôn. Nếu không có Điện Hạ thì cũng thôi, nếu ta không thể quyết định, thì việc kết hôn cũng sẽ đến nhưng đã là điện hạ, ta không nên giấu giếm. Người có nguyện vọng gì? Yến chỉ lập tức hỏi. Tần hoàn mím môi, nguyện vọng này ta đã có từ lâu, mong điện hạ đừng hỏi thêm. Tần hoàn không ngờ Yến chỉ lại nhanh chóng muốn công khai mối quan hệ của họ, điều này sẽ làm dối kế hoạch của nàng. Trong lòng nàng có chút chua sót, mới đây nàng đã đồng ý với Yến Trì, nhưng nàng sẽ không để mối quan hệ của họ ảnh hưởng đến việc báo thù. Nàng đã nói nhiều như vậy, đây là điều lớn nhất mà nàng có thể làm cho Yến Trì. Hơi thở của Yến Trì có phần dồn rập, hắn vốn tưởng mình đã hiểu nàng, nhưng giờ hắn nhận ra rằng mình đã hiểu sai. Nàng lại có thể từ chối cả vị trí thái tử phi của duệ thân vương. Vị trí này trong mắt nhiều quý nữ ở kinh thành là rất hấp dẫn, nhưng nàng lại có thể từ chối một cách dứt khoát, thậm chí không để hắn nói hết lời. Trong lòng Yến Trì bỗng chốc cảm thấy bối rối, hắn liền buông tần hoàn ra. Ta muốn hỏi ngươi, hôm nay ngươi có cảm thấy ta tỏ ra thái độ quá mức khinh mạn không? Tần Hoàn cảm thấy trong lòng phức tạp, khi nghe câu này nàng hơi bất ngờ. Dù hắn đã đến tận đây, dù hắn đã chăm sóc nàng ở Cẩm Châu, dù nàng không nhớ rõ về cái lệnh bài hắn đã đưa cho nàng, nhưng khi đã biết thân phận của vãn hạnh, nàng còn có điều gì chưa rõ nữa. Lắc đầu, Tần Hoàn nhẹ nhàng đáp, đương nhiên là không có. Yến Trì cười nhẹ trong bóng tối, vậy còn về phẩm chất của ta ngươi cảm thấy như thế nào tần hoàn mỉm cười khổ sở đương nhiên là không có yến chỉ ngữ điệu trở nên trầm hơn nhưng bên trong vẫn mang chút ôn nhu vậy ngươi có cảm thấy rằng quyết định lần này của ta đối với ngươi có phần vội vàng và không đủ sâu sắc không tần hoàn phản ứng nhanh chóng đương nhiên có một chút yến chỉ hít vào một hơi rồi lập tức ôm chặt vòng eo tần hoàn nhưng Tần Hoàn không hề hối hận khi trả lời như vậy. Nàng không cảm thấy Yến Trì coi thường mình, cũng không hiểu rõ bản chất của hắn. Tuy nhiên, nàng lại cảm thấy mối quan hệ này còn xa vời, và trước khi thực hiện ước nguyện của mình, nàng không thể kết hôn. Nói cách khác, người vẫn không đủ tin tưởng ta. Sau một lúc lâu, Yến Trì mới nói ra lời này. Tần Hoàn đang định giải thích thì hắn lại cười nhẹ, với chốt bất đắc dĩ và chiều mến. Cũng được, tương lai còn dài dù nguyện vọng của ngươi chưa thành thì mối quan hệ của chúng ta vẫn chưa đủ sâu sắc chúng ta sẽ từ từ xem xét dừng lại một chút yến chỉ nhìn nàng với ánh mắt sâu sắc ngươi luôn khiến ta bất ngờ tần hoàn nghe vậy tâm trạng liền thả lòng cảm ơn điện hạ hạ tự dưng không bật ra lời tần hoàn cảm thấy môi mình bị áp sát yến chỉ giữ chặt nàng vào vách đá hôn xuống một cách nồng nàn như thể từng chút từng chút tra tấn tâm hồn nàng, hơi thở của hắn dần dần in sâu vào cơ thể nàng. Tần hoàn hơi ngửa đầu, theo bản năng muốn chống cự, nhưng khi cảm nhận được cơn sóng tình cảm mạnh mẽ từ yến trì, nàng ngần ngại một lát rồi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng đáp lại động tác của hắn. Tần hoàn đáp lại với sự nhốt nhát, yến trì một tay ôm nàng vào lòng. Hắn bỗng nhiên dừng lại, ôn nhu và nhẹ nhàng lướt qua môi nàng. Hơi thở của hắn dần dần lắng động, dù cuối cùng chưa thể thực hiện điều hắn mong muốn nhưng trong lòng hắn vẫn tràn đầy những cảm xúc mạnh mẽ nghĩ như vậy yến trì bất giác siết chặt tay hơn đây là một nụ hôn kéo dài và sâu sắc ban đầu tần hoàn vẫn còn tỉnh táo nhưng dần dần trước sự dịu dàng của yến trì hơi thở của nàng trở nên gấp gáp thân thể nàng phải dựa vào yến trì để có thể đứng vững yến trì tăng thêm sức mạnh trong vòng tay từ lưng nàng di chuyển đến vòng eo rồi từ vòng eo lại tiếp tục xuống dưới, như thể muốn tần hoàn hoàn toàn dựa vào hắn. Hơi thở của tần hoàn ngày càng gấp, tim nàng đập nhanh hơn. Bỗng nhiên, nàng không kìm được thốt ra một tiếng ưm nhỏ, âm thanh đó như thể chỉ khiến Yến chỉ thêm nôn nóng, hắn hôn nàng sâu hơn. Cả hai hô hấp trở nên nặng nề và dồn dập cho đến khi tần hoàn cảm thấy không thể chịu đựng thêm nữa, Yến chỉ bỗng nhiên dừng lại. Hắn ôm chặt tần hoàn, tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên gáy nàng khiến toàn thân hắn ôm chặt tần hoàn tiếng thở dốc dồn dập vang lên bên gáy nàng khiến toàn thân nàng không kìm được mà run dày tần hoàn cảm thấy cổ mình toát mồ hôi gò má và ngực nàng nóng rực nàng mím môi chỉ cảm thấy khóe môi mình ướt át trong đầu nàng choáng váng không thể kiềm chế cơ thể run dày yến chỉ nhận ra điều đó hơi thở của hắn vẫn chưa bình ổn lại Em có lành không?" Tần Hoàn giúp vào lòng Yến Trì, âm thầm lắc đầu. Nàng không nói được lời nào, chỉ cảm thấy bốn bề tối tăm như làm tăng cảm giác của mình, che lấp đi sự e lệ. Trong không gian này, mọi cảm xúc của nàng trở nên nhạy cảm hơn, hai người hòa quyện vào nhau như làn sóng cuốn lấy nàng. Tần Hoàn chưa bao giờ trải qua cảm giác thân mật như thế, và với sự mạnh mẽ của Yến Trì, nàng cảm thấy hoàn toàn không thể ứng phó nàng như một người lạc lối chỉ có thể theo đuổi yến trì dù trước mắt mọi thứ đã dừng lại nhưng trong lòng nàng vẫn tràn đầy khao khát nàng chưa bao giờ cảm thấy hoảng loạn và khẩn trương như vậy cũng chưa bao giờ say mê đến mức ấy cảm xúc của nàng như những dòng suối mùa xuân đã làm tim nàng ướt đẫm sóng tình cuộn trào khiến nàng trở nên mềm mại như cánh hoa tựa vào yến trì thỏa mãn mà hít thở mùi hương trên người hắn yến chỉ cong môi trong bóng tối mặc dù chưa cười thành tiếng nhưng sự thỏa mãn và vui vẻ trong lời nói của hắn không thể giả vờ hoàn 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 yến chỉ nhẹ nhàng gọi tên nàng âm thanh ngập tràn tình ý khiến tần hoàn cảm thấy cơ thể mình lại tê dại sao vậy tần hoàn mở miệng giọng nói của nàng làm chính nàng cũng cảm thấy bất ngờ nàng như chưa bao giờ nghe thấy giọng nói của mình ngọt ngào đến vậy thường ngày giọng nói của nàng chỉ lịch sự và nhẹ nhàng, nhưng giờ đây, âm thanh của nàng khiến nàng cảm thấy run dày. Yến chỉ ôm chặt tay nàng, lòng bàn tay nóng bỏng tự nhiên nhẹ nhàng vỗ về lưng nàng. Chúng ta không thể ở đây lâu được. Tần hoàn cuối cùng cũng có thể bình tĩnh lại. Khi nghe thấy câu này, nàng cảm thấy có chút kỳ lạ, và Yến chỉ lại nói thêm, em nghe xem. Tần hoàn vội vàng dừng lại để lắng nghe. Nàng đầu tiên nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của Yến Trì, mặc dù hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh hơn nàng, nhưng tim hắn vẫn đập rất nhanh. Tần Hoàn nhận ra một cảm xúc nhỏ bé đang dâng lên trong lòng, nhưng nhanh chóng, nàng lại nghe thấy một giọng nói trầm buồn. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.